Ở bậc trung học cơ sở, việc tư vấn định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh còn chưa được chú trọng nhiều. Làm sao để nâng cao nhận thức và giúp các em thấy được đây là sự cần thiết để từng bước xác định việc học tập khi chuyển cấp cũng như lựa chọn học nghề phù hợp với bản thân mình. Sau đây là những ghi nhận tại trường trung học cơ sở Tam Hiệp tại huyện Phúc Thọ về một chương trình tư vấn do Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Hà Nội tổ chức. Tại buổi tư vấn, các em học sinh được các chuyên gia tư vấn giải đáp những thắc mắc liên quan đến chính sách, chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh nhằm phân luồng thí sinh để mang đến nhiều cơ hội học tập và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân của từng em học sinh, giúp các em học sinh trung học cơ sở từng bước xác định dần định hướng trong tương lai. Buổi tư vấn hôm nay rất là thú vị và em cũng xác định được nghề nghiệp sau này mình sẽ làm gì theo như cái mình thích. Em mong muốn trở thành nghề bác sĩ và qua buổi tư vấn này em có động lực và những kế hoạch cho tương lai của để phấn đấu trở thành bác sĩ. Sau khi là cũng được nghe nói chuyện nhiều về cái công tác tư vấn cho học sinh trung học phổ thông thì chúng tôi thấy rằng là cái công tác tư vấn cho học sinh khối trung cơ sở nếu mà được tư vấn sớm như thế này thì cũng giúp cho các em có những cái định hướng về tương lai nó có nhiều những cái thuận lợi hơn, và đến khi các em học trung học phổ thông thì các em cũng đã xác định được và cũng có cái lựa chọn ngành nghề cho nó đúng với cái khả năng trình độ của mình. Theo như những con số mà tôi biết đó là khoảng 80% học sinh phổ thông cơ sở thì ở Việt Nam sẽ vào trung học phổ thông và chỉ có khoảng 5-8% để vào trung học nghề. Và ngoài ra thì có thể sẽ có những con thì có thể bỏ học, thì cái yếu tố này sẽ rất cần. Trong quá trình tư vấn thì chúng tôi cũng muốn khuyên các con là con đường đi vào học phổ thông trung học là cần thiết. Cách thứ hai mà các con có thể lựa chọn nó phù hợp với điều kiện hiện nay cũng như là cái chỉ đạo giáo dục của chúng ta, đó là cái tỷ lệ phân luồng vào các cái trường nghề. Trong các trường nghề thì các con cũng có cơ hội để học phổ thông trung học. Sau khi 2-3 năm các con ra trường thì các con vừa có một cái bằng nghề. Và như thế thì các con có 15-16 tuổi các con vào học thì ra 18 tuổi các con đã có một cái nghề nghiệp và có thể sử dụng cái nghề nghiệp đó kiếm sống, có thu nhập. Và như thế cũng đã giảm tải được cái khó khăn cho bố mẹ và cũng như xã hội. Chọn ngành học là quyết định quan trọng bởi nó ảnh hưởng lớn đến tương lai của mỗi bạn trẻ sau này. Do vậy, việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ bậc trung học cơ sở là rất quan trọng, giúp nâng cao nhận thức cho học sinh về định hướng, xác định rõ năng lực của mình khi bước vào bậc trung học phổ thông. Qua đó, tạo cơ hội cho học sinh có lựa chọn đúng để có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, giúp phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động.